Tổng thống Joe Biden tìm kiếm điểm chung với Mexico và Canada tại hội nghị thượng đỉnh, nhưng căng thẳng vẫn tồn tại. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tiếp đón các nhà lãnh đạo Canada và Mexico vào thứ Năm cho hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ đầu tiên sau 5 năm, được gọi là Three Amigos, nhằm khôi phục mối quan hệ hợp tác khu vực vốn bị che phủ bởi những căng thẳng về chương trình nghị sự, mua hàng Mỹ của Tổng thống Biden và vấn đề nhập cư. Tổng thống Joe Biden đã gặp riêng tại Nhà Trắng với Thủ tướng Trudeau và Tổng thống Mexico là ông Andrés Manuel López Obrador, sau đó tổ chức một buổi họp mặt với cả ba người. Các cuộc đàm phán nhằm tìm ra điểm chung giữa ba nước láng giềng được ràng buộc với nhau bởi Hiệp định Thương mại Tự do Hoa Kỳ-Mexico-Canada, được gọi tắt là USMCA. Tại Canada thì hiệp định này được biết đến với tên gọi tắt là CUSMA. Hiệp định này quản lý khoảng 1.500 tỷ đô la một năm trong thương mại Bắc Mỹ. Nhưng những khác biệt về ngành công nghiệp xa hơi, chính sách mua của Mỹ, của Tổng thống Biden và dự luật năng lượng của Mexico đã đè nặng lên hội nghị thượng đỉnh. Hoa Kỳ và Canada cũng tỏ ra bế tắc trước đề xuất của chính quyền Biden về các khoản tín dụng thuế đối với xe điện do Hoa Kỳ sản xuất mà Ottawa cho rằng vi phạm các hiệp định thương mại. Mặc dù không có dấu hiệu đột phá lớn, Tổng thống Biden hy vọng sẽ vượt qua những thách thức gai góc nhất với hai nước láng giềng lớn nhất của Mỹ, bao gồm giảm bớt áp lực nhập cư, giảm xung đột thương mại, phục hồi sau đại dịch toàn cầu và cạnh tranh tốt hơn với một Trung Quốc ngày càng quyết đoán. Tầm nhìn của Bắc Mỹ chúng ta cho tương lai dựa trên những điểm mạnh chung của chúng ta, ông Biden nói khi ngồi tại một bàn dài, cho phép các nhà lãnh đạo duy trì khoảng cách phù hợp với giao thức COVID-19. Các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Biden cho biết, trong số những lợi ích mong đợi từ hội nghị thượng đỉnh là các thỏa thuận mới về hạn chế khí methane và tài trợ vaccine COVID-19. Ngoài các thỏa thuận dự kiến về việc cắt giảm phát thải khí methane và tặng liều vaccine cho các nước khác, các nhà lãnh đạo còn cam kết cấm nhập khẩu hàng hóa được làm bằng lao động cưỡng bức, một chính sách của chính quyền Tổng thống Biden nhằm vào Trung Quốc. Các nhà hoạt động và chính trị gia phương Tây cáo buộc Trung Quốc sử dụng lao động cưỡng bức ở tỉnh Tân Cương phía Tây Bắc nước này, một cáo buộc mà Bắc Kinh bác bỏ. Trong cuộc họp ba bên, ông López Obrador nói rằng sự hội nhập kinh tế ở Đại Bắc Mỹ bao gồm ngăn chặn việc từ chối người di cư cần thiết đối với lực lượng lao động của Mỹ và Canada sẽ là cách tốt nhất để đối mặt với năng suất và mở rộng thương mại của Trung Quốc. Tổng thống Mexico cũng cảnh báo rằng các quốc gia Bắc Mỹ có thể dẫn đến một sự mất cân bằng không thể chấp nhận được về sức mạnh kinh tế với Trung Quốc, mà sẽ tiếp tục bị cám dỗ cố gắng giải quyết sự chênh lệch này bằng sử dụng vũ lực. Chính quyền Tổng thống Biden đã có những lời lẽ cứng rắn với Bắc Kinh về một loạt vấn đề. Mặc dù cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến giữa Tổng thống Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hồi đầu tuần đã tìm cách hạ nhiệt, Canada cũng có quan hệ khó khăn với Trung Quốc